Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay mình và các bạn sẽ cùng nhau đi tò mò một chiếc thuyền buồm nhé. Mình sẽ lấy màu đỏ để tô cho cánh buồm nha. Ok, vậy là mình đã hoàn thiện xong phần tô màu cho chiếc thuyền buồm rồi.